Rồi, chào quý anh em nha. Hôm nay mình lên video mình giới thiệu quý anh em cái lô mai Giáng Long. Mai Giáng Long 3 năm tuổi nha quý anh em. 3 năm tuổi cho quý anh em về chăm chơi Tết hoặc là mua số lượng để bán Tết nha quý anh em. Cái lô này tầm 150 cây. Cái lô Giáng Long này tầm 150 cây. Cây này là cây giao rít nha quý anh em. Nó cũng lọt sọt một số cây cúc trong đó, em cũng không có để ý làm dấu nha, mà có cúc nha. Cây giờ cứ báo là cây giáo đi, giáo rin 53. Em quay dòng cho anh em xem rồi báo thông số kích thước cho quý anh em nha. Bắt cá là tây tàng tròn đều hết nha quý anh em, tây tàng tròn đều hết nha. Em mua thì ưng lựa cái nào mình chốt cái đó cho quý anh em. Rồi đó, mình báo thông số cho quý anh em. Cái này cao tầm 1 mét nha. Tầm 1 mét 1 đổ lại nha quý anh em. 1 đổ lại. 90 đến 1 mét 1 á. Rồi. Cái cao từ mặt chậu lên 90 đến 1m1, tán rộng từ 80 đến 90. Đó, có một số cây giáng bay cũng có nữa nha quý anh em. Lọt sọt một hai cây giáng bay trong này nữa, toàn bộ là giáng long hết. Để mình báo lại nha, cao là từ 90 đến 1m1, tán rộng từ 80 đến 90. Đó, tay tán là tròn đều hết nha quý anh em. Thân thì có cái này thân nha. Hình thân thì tầm to hơn con cá chân mình nha quý anh em. Hình nó tầm 10 12 á, 12 13. Hình thân. Mai này là 3 năm nha quý anh em. Xin kết thúc video tại đây nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em đã xem hết video nha. Anh em mua thì mình đỡ số điện thoại trên đầu video á. Có gì anh em liên hệ lại mình nha. Rồi, cảm ơn anh em.